Quê hương mình giờ khác quá, mỗi nhà mình là vẫn thế. Anh Minh ơi, mở cửa em với. Anh Minh ơi, ông này đang quét nhà mà lại không ra mở cửa cho mình à? Này, này, làm gì đấy? Ơ, sao anh ở nhà bên đấy? Nhà bên kia tôi bán lâu rồi, chuyển sang bên này rồi. Ui, cái nhà to này á? Ui, anh Minh ở nhà đỉnh thế. Này, thế. Cầm xem cái này đã. Có cổng mày không vào, mày định đi đâu? Em đi ra ngoài biển một tí, hẹn anh Sơn từ hôm qua rồi. Sao lại ra biển? Nhà có thì bây giờ mày phải vào mày chào bố mẹ một câu chứ. Tí về chào sau. Ô, cái thằng này hay nhỉ? Mày sang đấy là mày bị âu hóa luôn đấy à? Ồ, sao lại âu? Ra tí không mọi người lại bảo là về không báo cáo ai. Em đi đấy nhá. Anh cầm em cái túi, ra biển vướng víu lại rơi. Ê, em đi đấy nhá. Cái thằng này hỏng rồi. Tự nhiên tốn tiền cho đi du học, xong về là bắt đầu là mang cái phong cách phương Tây về đây à? Nhà cửa bố mẹ thì không thèm báo cáo. Hỏng, hỏng hẳn đấy. Alo anh Sơn ạ? À? Vâng, em đến bến rồi ạ. Anh đang neo thuyền ở đâu đấy? Đâu nhỉ, em có thấy đâu. À, chú chết rồi, chắc là em đi nhầm xuống bến dưới rồi. Để em quay lại ạ. Vâng, vâng ạ, vâng ạ. Mù à, anh đi được cái kiểu gì đấy? Là em à? Đúng là bán ra ngõ hẹp mà. Tôi tưởng anh đang đi du học ở bên nước ngoài gì cơ mà. À, anh vừa về sáng nay thôi. Vừa về sáng nay à? Tôi không biết là anh vừa về sáng nay tự ý về hay là do anh bị đuổi về. Chắc là do ăn trộm ăn cắp gì của người ta đúng không? Ngày xưa ấy, tôi bỏ anh đúng là không sai mà. Anh chỉ vô tình va phải em thôi mà, có cần thiết phải nặng lời vậy không? Thực sự là sáng nay tôi không hiểu tôi bước chân nào ra ngoài đường mà lại gặp phải cái loại sao chổi như anh nữa. Không biết là anh vô tình hay là cố ý. Chắc là nhìn tôi ăn mặc sang trọng như này, anh đang cố ý muốn quay lại tình xưa đúng không? Đừng có mơ nhá. Em vẫn như xưa nhỉ? Chuyện bé mà xé ra to. Chuyện bé mà xé ra to. Anh thử nhìn lại bộ trang phục anh đang mặc trên người đi, và nhìn lại bộ trang phục mà tôi đang mặc bây giờ. Anh có tiền để đền lại cho tôi những cái vết bẩn này không? Nếu chẳng may hôm nay anh có lỡ làm bẩn bộ trang phục của em thì hết bao nhiêu tiền anh cũng sẵn sàng đền cho em. Nếu chẳng may hôm nay. Này, cái loại khố rách áo ôm như anh ấy mà đòi đền tiền cho tôi á? Thôi, tôi có một tí gọi là bố thí cho kẻ ăn xin như anh. Kiểu người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt một kẻ hèn hạ như anh. Cô. Cô tôi cái gì? Thôi, anh lượn đi cho nước nó trong. Đừng để bạn trai tôi ra đây và nhìn thấy cảnh này. Anh sẽ phiền lắm. Đấy. Anh ra. Anh Sơn. À, ra đây. Bám vào đây. Ờ. Nào đưa ta đây. Nào. À, đi vào trong. Vâng. Ây xài. Ngồi đây. Vâng. Thế đợt này về có lâu không? Thì em mới tốt nghiệp bên kia xong, giờ về đây ở hẳn anh ạ. À, thế thì tốt rồi. Anh trai của chú ấy đang cần người quản lý bến tàu đấy. Nói thật thì em không có hứng thú lắm, em muốn tự đi lên bằng thực lực của mình hơn. À, công việc tốt như thế, anh em đỡ đần nhau ấy thì ngại gì mà không làm chứ. Thế chú tính làm gì? Thì bây giờ em ra đây làm cảng với anh luôn. À, làm với anh ấy thì anh không có tiền đô mà trả đâu. Bây giờ anh chỉ cần trả em một tiền Việt là được. Nhưng mà nhiều nhiều một chút. Được. Thế thì ngồi đây, đợi anh ra lấy cái radar rồi anh em mình đi luôn nhá. Vâng ạ.
Thằng này được. Sú. Ôi, anh về lúc nào đây? Ừ, anh vừa về sáng nay thôi. À thế à, anh ngồi xuống đây đã. Anh về mà không thông báo với ai à? Anh về vội quá, chưa kịp thông báo với ai cả. Lần này công việc kinh doanh ở quán thế nào rồi? Dạ, cũng tạm tạm anh ạ. Ừ, thế còn bác gái đâu? Hôm nay mẹ em lại có chút việc ở trên huyện rồi ạ. À, hôm nay anh qua đây có chút quà biếu bác. Đây là sản phẩm Rich Skin của công ty Kohino. Sản phẩm này rất tốt cho sắc đẹp và dưỡng da. Vâng, thế em cảm ơn nhá. À, em quên mất không hỏi anh có uống gì không? À, thôi chắc là anh không uống gì đâu. Mà nhà vệ sinh nhà mình ở đâu nhỉ? À, anh cứ đi thẳng vào trong là được ạ. Chủ quán ơi! Em xin lỗi ạ. Con lợn này nữa. Mày đi đứng kiểu gì đấy? Em không cố ý ạ. À, anh chị uống gì ạ? Biến vào, cho bố mày hai cốc trà đào. Dạ vâng ạ. Mà anh ạ, sáng sớm mới ra, em chả biết là em dẫm phải cái chân nào ra đường hết. Tự nhiên gặp ngay cả cái thằng người yêu cũ, hãm không chịu được, mất hết cả một buổi sáng đẹp trời của em. Đã thế, nó còn làm bẩn hết cả váy anh mua cho em nữa. Thôi, cô thì thiếu đất thì người yêu cũ. Sống ấy thì nó phải lép vào. Để tao bắt được ấy, tao dóc xương hai đứa ấy. Mà thôi, anh ngồi đây đi, em đi vệ sinh đây. Em đã nói là ấy, em chỉ có một mình anh ấy, tức là em chỉ yêu mãi mình anh thôi. Ui giời ơi, cái con điên này nữa. Xin lỗi chị ạ, chị có sao? Bỏ cái tay bẩn của mày ra. Con lợn kia. Mày làm trò gì đấy? Em xin lỗi chị ạ, chị có sao không ạ? Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mày biết bộ váy này bao tiền không? Hả? Em xin lỗi ạ. Mày hỏi tao có làm sao không á? Nhân. Bỏ cái tay của mày ra. Nhân. Ngừng cái mặt mày lên. Nhân. Bỏ cái tay xuống. Anh chị làm cái trò gì ở đây vậy? Thằng danh con này, mày đẩy ai đấy? Lại là anh. Chào, cả ngày hãm. Ai đấy? À, là cái thằng yêu cũ của em mà em vừa nhắc cho anh lúc nãy đây. À, con lợn này. Sao? Mày tính làm gì? Tôi chả định làm gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh chị là đang làm gì em gái của tôi thôi. Làm gì em gái mày hả? Em gái của mày ấy, nó làm hỏng cái váy của người yêu tao. Rồi mày tính sao? Vậy bây giờ, chiếc váy này bao nhiêu, tôi sẽ đền. Đền á? Mười triệu. Cái gì? Mười triệu á? Anh chị giết người đấy à? Tôi thấy chiếc váy này cùng lắm là một triệu. Mày muốn biết tại sao nó đắt thế không? Là bởi vì nó đang mặc trên người người yêu tao ấy. Sao? Hả? Anh bỏ tay ra đã. Bây giờ tôi sẽ đền đủ cái giá trị của chiếc váy này. Còn anh chị lấy không thì tùy. Tao nói mày nghe này. Sống là nó phải nét. Hôm nay mà không đủ tiền ấy, tao đốt cái quán này. Bây giờ tôi mới biết đấy, là ở đây có một đám côn đồ lộng hành như thế này đấy. Cái gì? Anh nói gì cơ? Anh nói ai là côn đồ? Anh có biết anh ý là ai không? Anh ý là con trai quản lý khu này đấy. Này, cái loại như anh ý có mơ ý, thì cũng không bao giờ leo lên cái chức như thế đâu nhá. À thế à? À thế làm sao mà? Anh chị đợi tôi một lát. Tôi sẽ gọi người đến mang đủ tiền lên cho anh chị. Thôi anh ạ, cái loại này á, nó chỉ võ mồm thôi. Rồi để xem nó có đèn được không. Alo, anh à? Này, lâu lắm rồi đấy. Giờ mày tính thế nào? Tao không có nhiều thời gian đâu. Sao? Anh chị cứ bình tĩnh đã.
sếp. Sếp đi đâu đi ạ? Ngồi đây cho bác ạ. À, sếp chờ em một tí. Em giải quyết nốt con lợn này đã. Anh Lợi, sao anh lại đúng tóc em ạ? Chuyện là thế nào hả? Hai người này có đến quán một xú nước. Xú lướt tay đánh đổ nước ra bộ đồ của cô gái này. Và hai người này đã lăng mạ chúng em. Hơn nữa, còn mất đền 10 triệu cho cái váy này. Nên em phải nhờ anh mang tiền đến đây giúp em. Anh hiểu rồi. Sao? Mày còn muốn nói gì nữa không? Anh ơi, em không biết Tiểu là người nhà cả. Tha cho em lần này thôi ạ. Xin lỗi. Trước đây thì có thể tao là người cưu mang hai bố con mày, cho bố con mày công việc, cấp tàu bè cho bố con mày. Nhưng đến ngày hôm nay ấy, đời tao là chúa ghét những cái thành phần thấy người ta tầm thường mà đi lăng mạ sỉ nhục. Vậy cho nên ngay trong ngày mai, hai bố con mày không phải lên cảng làm việc nữa. Còn bây giờ tùy anh em giải quyết. Anh ơi. Anh em, cháu nó ra ngoài. Anh ơi, tha cho em đi ạ. Anh ơi. Anh Hà, tất cả là do anh ta, chứ em không có ý xấu gì với anh đâu. Mà tối nay anh mới về nước thì hay là anh qua nhà em chơi nhá. Cô trở mặt còn nhanh hơn cả rắn cá đấy. Diễn vừa thôi, không tôi không theo kịp được. Con người cô như thế nào từ trước nay tôi rõ nhất mà. Còn tôi mong cô từ nay hãy giống như những gì cô đã nói. Đừng tỏ ra quen biết nhau, không tôi xấu hổ lắm. À mà khoan, số tiền này sắp tới cô sẽ cần lắm đấy. Mình đi thôi. Hai cốc trà đào, xả đây. Bye bye. Dậy nữa.